Continue, please. And with this word, you have ooh. Okay. This one is okay. Nam sẽ nhớ là cái phần choose, chữ choose này là phần u dài Nam ha. Choose. Right. Choose. Choose. Now, exercise number three. Listen and fill in the blanks with words with u or u. À, nghe chỗ này bị nhầm thôi. Phải là cái u ngắn chứ, hai chữ u luôn. Nam đợi yên xíu, yên sửa, yên kiếm thôi thì có cái chữ u ngắn đó. Bỏ qua. Tại vì cái trong cái bảng chữ đó, nó sẽ không có cái u ngắn đó. Mình cha cha cha. Đừng chưa đây nhé. Rồi, ok. Để anh xem lại với em. I like fruit juice. Ê, chà, âm nó mất đâu rồi. Thôi để anh I sửa like xem. fruit juice and soup. Number one. Này, Nam nghe nhé. Nam viết lên, Nam viết vô vở lên Vâng. màn hình luôn. Thôi Nam viết vô vở để cho dễ ha. Nào, Vâng. nhảy đi. I like. Đó, nào. Again. I like fruit juice and soup. I like fruit juice and soup. Chấn xuống em nghe này nè. Okay. No. He knew all the food in the room. Again, number one. No. We stood to watch football. Sana. I would like to read a good cookery book. Không cho nghe lại một lần nữa vậy ta. I like fruit juice and soup. I like fruit Yes. juice and soup. I like. Nam có gì I like. Uchi. Food gì? Nam sẽ có từ food. Uchi. Food này. À, food. Trái cây đó. Nước ép. Food. Nước ép. Vì nó trái cây. And. And soup. Soup. Yes. And soup. Okay. Number two. He knew all the food in the room. Không nghe nhé. He knew all the food in the room. He knew. He knew là gì ạ? Biết đó nè. Biết. Biết. Anh ta biết. All the. Hai từ sau năm biết nè. Knew all the food in the room. He knew all the He knew all the food in the room. On the food, thức ăn food. ha. On the In food. the He knew all the food in the room. In the room, Room. he knew all the food in the In room. the room. Okay, number three nha nam. We to watch. Nam xem thử. We stood to watch football. We stood to watch football. À,
cái chữ này Nam chưa biết. Nam có từ stood. Đứng. Tốt. Đứng. Đúng. We stood to watch. Nam nghe từ cuối nha. We stood to watch football. Chờ phút. To watch football. We stood football. To watch football. Number four, Nina. I would like to read a good cookery book. I would like to read a good cookery book. I would like to read a good cookery book. Nam sẽ có. À, đúng rồi. I would like to read a good cookery book. Nam có từ cookery là nấu ăn, sách mà về nấu ăn. Cookery book. I would like to read a good cookery book. Ok. Rồi, Nam đọc lại từng câu cho chị nhé. Nào, number one, please. Nam đọc đi nè. I này fruits juice and soup. À, Nam sẽ có là fruit này, juice này, fruit. And soup. Fruit, juice, soup. I like fruit, I này and fruit soup. juice and soup. À, chữ này Nam sẽ có là juice, juice, vần ch và vần u juice. đó. Juice, Juice. and soup. Fruit. Juice and soup. Number two. He knew underfoot in the room. He knew With underfoot in the room. Okay, in number the room. three. We stood to watch book. Number three, Nina. Football. We stood to watch football. Number four. Football. Number four, please. I would like to read a good cookbook. I would like to read a good cookery book. Okay. Sound. Exercise four. Circle the word with different pronunciation. Nam sẽ có những từ này và từ nào á thì là cách đọc khác biệt nhất. Okay, là do it. Nam sẽ có theo hàng ngang đó nè. Food, boost, look and book. Nam xem thử từ nào khác nhất. Một đầu B. Number one, you choose B. Okay, boost. Why you choose this? Tại sao vậy Nam? Nhưng phần kia là U, còn cái này là O. Yes, Nam sẽ có cái này. Cái này là vần U dài chứ. Còn những cái Đâu? này là vần U ngắn này. Nam Đâu sẽ có ngắn. là food, look, Food. book. Book. Mà từ này Nam sẽ có là boost, vần U dài. Boost. Number two, please. C. You choose C. Cool. Book. Cool. Full. Cook. Full. Cook.
ở đây Nam sẽ có là cook, vần u ngắn ha. U ngắn. Còn Nam có chữ pull. Pull. Pull là chữ u dài. Ở đây Nam sẽ có cái chữ này là u dài nè. Còn chữ cook Phụ. là u ngắn. Stood. Chữ stood. Tốt. Nam đọc như sao? Stood. Stood. Stood là u ngắn và từ wood. Ồ. Nam sẽ có từ wood cũng là u ngắn. Ba từ còn lại đều là u ngắn. Chỉ có cái này là u dài thôi. Nam có từ wood. Từ này nghĩa là gì hả? Wood. Long cừu á nè. Long cừu Nông kiều. gọi là wood. Wood. Okay, number three, please. Number three nè. Vâng, đang đi để Năm, tại sao Nam chọn đi vậy? Why you choose letter đây là u dài. D? Ok. Rồi còn những từ còn lại thì Nam sẽ cái này bị sai rồi. Put. Put là u ngắn chứ ta. Put là u ngắn, cái chỗ này bị sai á Nam. Nam sẽ có là rude. Rude. Put và rule. Ok. Rồi. Ở đây á, cái câu này bị sai. Cái vòng này nó phải qua đây thì mới đúng. Ok. And number four nè. Foot. Foot. Move. Cut. Cut. Move. Say. Yes. Why? Why you choose sao Nam lại chọn câu này vậy? Move. Cái đây là u ngắn. Nam đọc Move. lại xem. Nam sẽ có là push. Put. Push. Put. Put. Rồi từ này thì Put. good. Put. Good. Và từ Put. Câu. Put. 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 Nó là u ngắn chứ Nam. Còn cái từ này Nam sẽ có là U move. dài. Nó sẽ là Move. u dài. Nam sẽ có là move. Rồi bây giờ Nam Move. đọc lại những cái chữ mà khoanh tròn giúp Trang đi. Number Boots. one. Ok. Number two. Phun. Phun. Pool. Pool. Phun. Pool. Phun. Hồ bơi Nam ha. Number three. Number three, Nam sẽ có là include, bao gồm. Include. Bao Include. gồm. Bao Bao gồm. gồm. Đấy, và câu cuối cùng Nam sẽ có là Move. move. Ok, good. That's all. That's all for this unit. And we move to the next. Mình học thêm xíu nữa Nam ha. Mình sẽ qua cái bài mới, cái âm mới đi. Now we move to the next part. The next unit, unit 9.
This one. Pronunciation. And now we move next. What we have next? À, mình đã học hết cái đoạn này rồi Nam ha. Vâng. Mono, monophthong. And we move to this one. Nam sẽ có là cái này là âm đôi nè. Diphthong. A. Vần A. Chữ E và chữ I này nè. Thì mình có tiếng Anh là mình vần A. Đấy. À, vần này Nam sẽ có là oi ha, nó Oi. oi oi boy wait vần a và vần i, vần này vần i Nam sẽ có trong từ my. Ok, My. a oi và i, a oi i. Ok, and now here contains of this how to pronounce sounds, common spelling patterns, practice and exercises. Okay, and now we have I. Now, read with me, I. I. A. A. I. I. Okay. The first one. A. 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 Huh? This one. Rồi, Nam đọc đúng rồi đó. Thì, đầu tiên mình sẽ ở cái âm này á. Nam nó sẽ chia ra vì có hai cái chữ e và chữ i, thì ở đây Nam sẽ có e e E. e e e, Nam thấy không? Nó sẽ gần như vần e của mình, e chữ e và E. chữ i. Ok, e đó Nam sẽ có này, vị trí của lưỡi đặt phía trước môi thì không có tròn, from slightly open to spread to to size. À, đầu tiên á thì mở nhỏ thôi. A. Rồi sẽ kéo dài ra Em. hai bên. A. A. Mình sẽ có mình thấy cái cảm giác là cái miệng mình nó sẽ mở mở sang hai bên Nam ha. Nó không có mở lớn lên. A. 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 Em. A. Em. Yeah, ở cái phần hàm, from open mid to near close. À, từ lúc mà mở rộng, mở ở cái mở trung bình thôi và đến gần như là khép lại. Ok, và cái quá trình đó, thì chữ âm e thì sẽ được phát âm dài hơn và lớn hơn cái âm i. À, mình sẽ có e e. Em. Ok, ok, now we move next. Play. Ví dụ Nam sẽ có từ play, play. Play. Ok. Play. Penny. Em. 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 Gate. Và từ gate. 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 Nam có Từ đấy từ có nghĩa là gì? play. Play là chơi á Nam. Được. Chơi. Ha. Mình có nghĩa từ này là Được. chơi. Em. Mục tiêu. Mục Tiêu. tiêu. Và từ great gate là cái cổng, cái cổng ra vào đó, thì mình sẽ có từ gate. Wait, wait. Rồi, mình đọc lại nha nè. Play. 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 Em. Em. F. Gate. 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 Okay. So, you have eight. A. A. Now, next. You have I. A. I. I. Tương tự vậy. Nam sẽ có vần I. Cái chữ A đó, I. và tới chữ I. I. Cái chữ A nó sẽ dài hơn đó. Đây, Nam sẽ có vị trí của lưỡi nè. Từ phía sau ra phía trước. Back. I. Back. Ai. Đó. I. À, môi thì nó sẽ tròn cho tới dẹt ra. I. Nào, khi Nam đọc cái vần A nè. I. Ai. I.
I. Từ vần A mình chuyển vào vần Y, nó có hai âm ở trong đây. Rồi, cái hàm thì là từ mở và đến là khép khép lại. From open to near close, gần như khép lại. Và duration, the A sound is pronounced longer and lower than the I. Và nam sẽ có chữ, cái âm A nó sẽ phát âm dài và lâu hơn, lớn hơn. A, A. Okay. In this word, you have nam sẽ có white. 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 Night. Night. Và sky. 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 Okay. Now, white là màu trắng ha. Night là ban sky. Đêm. Và sky là bầu trời. Wow. Oh, bầu trời. Sky là bầu trời. Sky. Sky. Now, read with me. You have white. 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 Nam đọc đi nè. White. White. Night. Night. Sky. Sky. Okay, good. And next, you have A. Chữ này đọc bị sai rồi. Âm A. Âm này sao mà âm A được? Cái chỗ này bị lỗi á. Để anh sửa lại sau Nam ha. Ở này Nam sẽ có tương tự chữ O. Và nó sẽ kéo dài chữ Y. Oi. 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 Yes, that's right. It's the same. The same with I and A. Nó tương tự với cái kia thôi. Ở đây Nam sẽ boy. Có boy. Oil. 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 Và toy. Okay. Nam sẽ có boy là cậu con trai ha, con trai. Oil là dầu ăn á nè. Dầu ăn. Oil. Dầu. Oil. Này là hình như dầu dầu ô liu nè. Oil. Dầu ô liu. And dầu ăn, dầu ăn là cũng dùng từ này chị. Đúng rồi, nó sẽ dùng từ oil. Toy. 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 Từ cuối cùng. Đồ chơi. Đồ chơi. Okay. Now, read with me. You have boy. 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 Oil. 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 À, Nam sẽ thấy là oil. Boy và nó có chữ âm O, âm như chữ O đằng sau, chữ L ha. Âm L. Oil. Oil. That's right. And the last word. Toy. 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 Okay. That's all. Rồi, hôm sau mình sẽ học tiếp Nam ha. Mình sẽ học cái phần này. Common spelling patterns. Do you have any questions? Còn Nam có câu hỏi gì không? Không ạ. Okay, nếu không có thì mình dừng lại. Hôm sau mình học tiếp ha. Dạ, vâng. Okay, bye bye Nam. See you next bye time. Bye. Okay, bye bye.